Chào các em học sinh lớp 11. Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn các em học bài số 4, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly. Mục tiêu của bài học này là các bạn phải hiểu bản chất, điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly và viết được phương trình ion rút gọn của các phản ứng. Phần 1 là mã điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly. 1 nhỏ: phản ứng tạo thành chất kết tủa. Vậy ở trong chương trình lớp 9 thì chúng ta cũng đã được học về cái điều kiện phản ứng trao đổi này. Chúng ta cũng đã nắm được đó là có 3 cái điều kiện. Một là tạo ra chất kết tủa. Hai là tạo ra chất khí. Thế cái điều kiện thứ 3 thì đến bây giờ là tạo chất điện ly yếu. Thì đến bây giờ chính thức, đến bây giờ chúng ta mới có cái tên gọi là tạo chất điện ly yếu. Chúng ta đi nghiên cứu phần 1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa. Thí nghiệm: nhỏ dung dịch natri sunfat Na2H4 vào ống nghiệm đựng dung dịch bari clorua, thấy kết tủa trắng của Ba2H4 xuất hiện, được phương trình Na2H4 cộng BaCl2 tạo thành Ba2H4 kết tủa cộng 2NaCl, đạt được phương trình 1. Giải thích: Na2H4 và BaCl2 đều dễ tan và phân ly mạnh trong nước. Na2H4 tạo thành 2Na cộng cộng S4 2 trừ, BaCl2 tạo thành Ba2 cộng cộng 2Cl trừ. Trong 4 ion được phân ly ra, chỉ có các ion Ba2 cộng và S4 2 trừ kết hợp được với nhau tạo thành chất kết tủa là Ba2H4, nên thực chất phản ứng trong dung dịch là Ba2 cộng cộng S4 2 trừ tạo thành Ba2H4 kết tủa, đạt được phương trình số 2. Phương trình 2 được gọi là phương trình ion rút gọn của phản ứng 1. Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện ly. Đây là một cái nội dung quan trọng chúng ta cần ghi nhớ. Cách chuyển phương trình dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn như sau. Bước 1: chuyển tất cả các chất vừa dễ tan, vừa điện ly mạnh thành ion. Các chất khí, chất kết tủa, chất điện ly yếu để nguyên dưới dạng phân tử. Các chất khí, chất kết tủa, chất điện ly yếu để nguyên dưới dạng phân tử. Phương trình thu được gọi là phương trình ion đầy đủ. Phương trình ion đầy đủ. Thí dụ đối với phản ứng 1, ta có Na2H4 thì được tách thành Na2 cộng cộng S4 2 trừ. BaCl2 được tách thành Ba2 cộng cộng với Cl trừ. Ba4 là chất kết tủa thì để lại. NaCl được tách thành Na cộng cộng với Cl trừ. Bước thứ 2: lược bỏ những ion không tham gia phản ứng. Ta được phương trình ion rút gọn. Từ phương trình này ta thấy rằng muốn điều chế kết tủa Ba4 cần trộn hai dung dịch. Một dung dịch chứa ion Ba2 cộng, một dung dịch kia chứa S4 2 trừ. Như vậy ở trong mục 1 này, người ta cung cấp cho chúng ta 3 cái nội dung. Nội dung thứ nhất là người ta khẳng định rằng bản chất của cái phản ứng trao đổi ion trong dung dịch đó là cái phương trình ion rút gọn này, chứ không phải là cả cái phương trình phân tử kia. Đấy, là cái phương trình ion rút gọn này. Nội dung thứ hai là người ta nêu chúng ta cái cách, đây là các cái bước. Đây là nội dung thứ nhất cần ghi nhớ này. Đấy, ý nghĩa phương trình ion rút gọn này. Nội dung thứ hai cần ghi nhớ đó là các bước để viết phương trình ion rút gọn. Và nội dung thứ ba là người ta nêu chúng ta cái cách để điều chế một chất. Đấy, ví dụ như điều chế chất kết tủa ở đây chỉ cần cái thành phần của nó. Đấy, một dung dịch chứa ion Ba2 cộng và một dung dịch kia chứa ion S4 2 trừ. Thế thì ở đây thầy sẽ làm rõ thêm hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là làm thế nào để viết được phương trình ion rút gọn. Thì ở đây là người ta đã nêu cách làm rồi, và ở đây là đã có một cái thí dụ rồi. Nhưng thầy sẽ lấy thêm một cái thí dụ nữa để làm để các bạn hiểu kỹ hơn là các bước viết phương trình ion rút gọn như nào. Đây, chúng ta có ví dụ như sau. Xét cái phương trình là FeNO3 3 lần cộng với NaOH tạo thành Fe
OH 3 lần kết tủa cộng với NaNO3 cân bằng là thêm 3 vào đây và thêm 3 vào đây. Thì đây nó là một phương trình phân tử. Vậy bây giờ thực hiện cái bước thứ hai. Bước đầu tiên là chuyển tất cả các chất vừa dễ tan này. Thì chất dễ tan thì có một là chất này, hai chất này và ba chất này. Đấy, là ra dạng ion. Thế các chất khí, chất kết tủa thì để nguyên. Như vậy chất kết tủa là chất này thì để nguyên. Đó. Như vậy chúng ta có phương trình ion đầy đủ như sau. Fe 3 cộng cộng với đó là NO3 trừ. Chúng ta thấy là có NO3 3 lần. Như vậy đây là 3 NO3 trừ cộng với Na cộng. Đấy, có 3 phân tử NaOH thì ở đây là 3 Na cộng. Cộng với OH trừ cũng là 3 OH trừ. Để tạo thành Fe OH 3 lần kết tủa để nguyên. Cộng với chỗ này là Na NO3 tách thành Na cộng. Thì có 3 phân tử NaNO3 thì sẽ có 3 Na cộng và 3 NO3 trừ. Đến đây chúng ta quan sát thấy là ở hai vế có thứ nhất là ion NO3 trừ là có 3 cái ion NO3 trừ ở bên vế trái, bên vế phải cũng có 3 ion NO3 trừ. Như vậy là hai cái này thì lược bỏ đi. Tiếp theo là có 3 ion NA cộng bên vế trái và 3 ion NA cộng bên vế phải thì hai cái nhóm này chúng ta cũng lược bỏ đi. Như vậy còn lại là Fe3 cộng cộng với 3 OH trừ tạo thành Fe OH 3 lần kết tủa. Thì đây chính là cái phương trình ion rút gọn. Chính là phương trình ion rút gọn của cái phản ứng này. Thế như vậy là ở đây thầy lấy thêm một ví dụ nữa để làm rõ quy trình viết phương trình ion rút gọn. Bây giờ thầy sẽ lấy thêm một ví dụ nữa để làm rõ cái nhận xét này. Đó là muốn điều chế BaS4 chỉ cần trộn hai dung dịch, một dung dịch chứa Ba2 cộng và một dung dịch kia chứa ion S42 trừ. Đồng thời sẽ làm rõ cái ý nghĩa của phương trình ion rút gọn, đó là chỉ ra bản chất của phản ứng. Thầy lấy một cái ví dụ nữa, đó là bây giờ thầy lấy là BaOH 2 lần cộng với K2S4 tạo thành BaS4 kết tủa cộng với KOH. Đây là 2 lần KOH. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái bước là viết phương trình ion ở dạng đầy đủ. Thì đây là chất điện ly mạnh, đây là chất điện ly mạnh và đây là chất điện ly mạnh. Thì ba cái chất điện ly này chúng ta tách ra thành ion, được là ion Ba2 cộng cộng với 2 lần OH trừ cộng với chỗ này là 2K cộng cộng với SO4 2 trừ tạo thành BaS4 kết tủa cộng với 2K cộng và cộng với 2OH trừ. Bây giờ chúng ta quan sát các cái ion giống nhau ở hai vế thì chúng ta thấy ở đây có 2OH trừ. Vế bên này cũng có 2OH trừ. Vậy hai thằng này là triệt tiêu. Ở đây có 2K cộng. Vế bên này cũng có 2K cộng thì hai thằng này triệt tiêu. Như vậy chúng ta sẽ được phương trình ion rút gọn của nó là Ba2 cộng cộng SO42 trừ tạo thành BaS4 kết tủa. Ở đây chính là cái phương trình ion rút gọn của phản ứng này. Để chúng ta quan sát để so sánh. Trong cái thí nghiệm này, người ta dùng hai chất khác Na2S4 và BaCl2. Ở trong ví dụ này, thầy dùng hai chất khác là K2S4 và BaOH 2 lần. Tuy nhiên, cái kết quả cuối cùng là phương trình ion rút gọn của chúng là giống nhau. Thế như vậy thì dù là đây là hai cặp chất khác nhau, nhưng bản chất của nó vẫn là một cái phản ứng thôi. Đó là Ba2 cộng cộng SO42 trừ tạo thành BaS4. Như vậy thì phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dịch các chất điện ly. Như vậy là thông qua phần 1 là các bạn đã phải nắm được là ý nghĩa phương trình ion rút gọn này, các bạn nắm được cách viết phương trình ion rút gọn này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2.
phản ứng tạo thành chất điện ly yếu. E, phản ứng tạo thành nước. Thí nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch phenol phthalein vào cốc đựng dung dịch NaOH0.1m. Dung dịch có màu hồng. Đây, phenol phthalein thì cho vào 3 giờ thì nó có màu hồng. Rót từ từ dung dịch HCl0.1m vào cốc trên. Vừa rót vừa khuấy cho đến khi mất màu. Phản ứng như sau. HCl cộng NaOH tạo thành NaCl cộng H2O. Giải thích, NaOH và HCl đều dễ tan và phân ly mạnh trong nước. NaOH tạo thành Na cộng cộng OH trừ. HCl tạo thành H cộng cộng Cl trừ. Các ion OH trừ trong dịch làm phenol phthalein chuyển sang màu hồng. Khi cho dung dịch HCl vào, các ion H cộng của HCl sẽ phản ứng với các ion OH trừ của NaOH tạo thành chất điện ly rất yếu là H2O. Có phương trình ion rút gọn là H cộng cộng OH trừ tạo thành H2O. Khi màu của dung dịch trong cốc mất, đó là lúc ion H cộng của HCl đã phản ứng hết với các ion OH trừ của NaOH. Phản ứng giữa dung dịch axit và hydroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì tạo thành chất điện ly rất yếu là H2O. Chẳng hạn MgOH 2 lần ít tan trong nước nhưng dễ dàng tan trong dung dịch axit mạnh. Có phương trình là MgOH 2 lần cộng với 2H cộng tạo thành Mg2 cộng cộng với 2H2O. Như vậy cũng tương tự như ở cái phần 1 thì người ta cũng đưa ra là cái bản chất của cái phản ứng trao đổi ion ở đây, đó là tạo ra cái chất điện ly, đây là tạo ra chất điện ly rất yếu là nước. Thế bây giờ thầy sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa để làm sao mà nó vẫn có một cái phương trình ion này nhưng tuy nhiên là nó là các chất khác như này nha. Rồi ta có bây giờ chúng ta sẽ lấy axit là H2S4 cộng với cái bazơ, không phải là NaOH nữa mà là KOH. Nó sẽ tạo thành K2S4 cộng với H2O. Cân bằng phản ứng, thêm 2 vào đây và thêm 2 vào đây. Bây giờ bước tiếp theo, đây là phương trình phân tử rồi, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ chuyển chúng nó sang cái dạng ion theo cái nguyên tắc ở cái phần 1 đã nêu này nhá. Chúng ta có H2O4 là chất điện ly mạnh thì nó sẽ tạo thành 2H cộng cộng với SO4 2 trừ. Cộng với cái này KOH cũng là chất điện ly mạnh thì nó tạo thành K cộng cộng với OH trừ. Phía bên này chúng ta có K2O4 là chất điện ly mạnh, như vậy nó tạo thành 2K cộng cộng với SO4 2 trừ. Thế còn nước là chất điện ly rất yếu thì chúng ta để lại không phân tích ra. Bây giờ chúng ta quan sát ở hai vế, chúng ta thấy có các ion sau là trùng khớp với nhau. Thứ nhất là ion SO4 2 trừ thì chúng ta lược bỏ nó đi. Thứ hai là ion K cộng, chúng ta cũng lược bỏ đi. Như vậy còn lại chúng ta có 2H cộng cộng với 2OH trừ tạo thành 2HO. Và rút gọn các cái hệ số đây đi, chúng ta sẽ được là H cộng cộng với OH trừ tạo thành H2O. Như vậy thì cái bản chất của cái phản ứng ở đây vẫn là gì? Tuy rằng là hai cái thí nghiệm ở đây là cái thí nghiệm ở đây là HCl cộng NaOH này, rồi là trong ví dụ của thầy là H2O4 cộng với lại KOH, nó là khác nhau về mặt chất. Đấy. Nhưng mà về bản chất phản ứng thì nó vẫn giống nhau, đều là H cộng cộng với OH trừ tạo thành H2O. Thế như vậy thì cứ cái phản ứng ở đây chúng ta có cái phản ứng của axit với bazơ, còn gọi tên là phản ứng trung hòa đấy. Cứ cái phản ứng trung hòa thì nó sinh ra phân tử nước, thì đấy nó là cái trường hợp là tạo ra chất điện ly yếu và nó nằm trong cái điều kiện của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có tạo ra chất điện ly yếu thì nó sẽ xảy ra phản ứng. Bây giờ chúng ta nghiên cứu sang cái phần B. Phần D, phản ứng tạo thành axit yếu. Thí nghiệm, nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3CONa
axit yếu CH3COH sẽ tạo thành theo công trình HCl cộng CH3CONa tạo thành CH3COH cộng NaCl. Giải thích: HCl và CH3CONa là các chất dễ tan và phân ly mạnh. HCl tạo thành H cộng cộng Cl trừ. CH3CONa tạo thành Na cộng cộng CH3CO trừ. Trong dung dịch, các ion H cộng sẽ kết hợp với các ion CH3CO trừ tạo thành chất điện ly yếu. Tạo thành chất điện ly yếu là CH3COH có mùi giấm. Phương trình ion rút gọn là H cộng cộng CH3CO trừ tạo thành CH3COH. Như vậy thì trong trường hợp chất điện ly yếu thì nó có hai ý. Ý thứ nhất đó là tạo thành nước và ý thứ hai là tạo thành axit yếu. Thì tí nữa chúng ta sẽ tổng hợp lại trong cái phần tổng kết cuối bài. Bây giờ thầy sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa về cái trường hợp tạo thành axit yếu để các bạn hiểu kỹ hơn. Thầy sẽ sử dụng cái axit mạnh là H2SO4 cộng với một muối của axit yếu đó là Na2S. Phản ứng này tạo thành Na2SO4 cộng với H2S. Phương trình này đã tự cân bằng. Giờ chúng ta sẽ viết phương trình ion ở dạng đầy đủ của chúng. Chúng ta có H2SO4 là chất điện ly mạnh, Na2S là chất điện ly mạnh, Na2SO4 là chất điện ly mạnh, thì ba chất này sẽ phân ly ra dạng ion. Chúng ta có chỗ này H2SO4 thì tách thành 2H cộng cộng SO4 2 trừ cộng với 2Na cộng cộng S 2 trừ tạo thành cho nên Na2SO4 tách thành 2Na cộng cộng SO4 2 trừ. Còn H2S nó là chất điện ly yếu thì chúng ta để nguyên không phân tích. Bây giờ chúng ta quan sát hai vế thì có này. Thứ nhất là ion SO4 2 trừ là hai vế là đều có. Số lượng đều là 1, chúng ta lược bỏ đi. Thứ hai là ion Na cộng. Hai vế đều có, số lượng đều là 2, chúng ta lược bỏ đi. Như vậy còn 2H cộng cộng với S2 trừ tạo thành H2S. Đây chính là bản chất của cái phản ứng này. Thì ở đây cũng là tạo ra chất điện ly yếu, axit yếu là H2S. Chúng ta nghiên cứu sang cái phần 3. Phản ứng tạo thành chất khí. Thí nghiệm: rót dung dịch HCl vào cốc đựng dung dịch Na2CO3, ta thấy có bọt khí thoát ra. Phương trình: 2HCl cộng Na2CO3 tạo thành 2NaCl cộng CO2 có H2O. Giải thích: HCl và Na2CO3 đều dễ tan và phân ly mạnh. HCl tạo thành H cộng cộng Cl trừ. Na2CO3 tạo thành 2Na cộng cộng CO3 2 trừ. Các ion H cộng và CO3 2 trừ trong dung dịch kết hợp với nhau tạo thành axit yếu là H2CO3. Axit này không bền, bị phân hủy ra CO2 và H2O. Cái thứ tự phản ứng xảy ra như sau. Phản ứng thứ nhất đó là ion H cộng tác dụng với ion CO3 2 trừ tạo thành ion HCO3 trừ. Sau đó xảy ra phản ứng thứ hai, ion H cộng cộng với ion HCO3 trừ tạo thành H2CO3. H2SO3 thì lại là axit yếu nên tách thành H2O cộng với CO2. Nên do đó có phương trình ion rút gọn là 2H cộng cộng CO3 2 trừ tạo thành CO2 cộng H2O. Thế ở đây thì người ta đã thực hiện cái bước là phân tích thành từng cái giai đoạn phương trình và lược bỏ. Thế bây giờ thầy sẽ viết lại theo ba cái bước mà chúng ta vẫn thường làm từ nãy đến giờ để cho nó hiểu ra cái hình thức đơn giản hơn. Chúng ta có cái phương trình phân tử của nó như sau. Đây, 2HCl cộng với Na2CO3 tạo thành 2NaCl cộng với CO2 cộng với H2O. Bây giờ chúng ta có là HCl chất điện ly mạnh, Na2CO3 là chất điện ly mạnh, NaCl là chất điện mạnh, chúng ta phân tích ở giai đoạn ion. Còn đây là chất khí không phân tích, đây là chất điện ly rất yếu không phân tích. Chúng ta có chỗ này là 2H cộng cộng 2Cl trừ cộng với Na2 thì là Na
2n cộng cộng với chia 3 2 trừ tạo thành, cái này là có 2n cộng cộng với 2cl trừ cộng với CO2 và cộng với H2O. Bây giờ chúng ta quan sát thấy là gì? Có ion CL trừ, 2 ion CL trừ đây. Bên này cũng có 2 thằng CL trừ, lược bỏ đi. Rồi tiếp theo là có 2 thằng Na cộng. Bên này cũng có 2 thằng Na cộng thì lược bỏ đi. Như vậy chúng ta còn là H cộng cộng với CO3 2 trừ tạo thành CO2 cộng H2O. Thì đây chính là bản chất của phản ứng, là phương trình ion rút gọn. Đấy. Đây. 2H cộng cộng với CO3 trừ tạo thành CO2 cộng H2O. Phản ứng giữa muối carbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra vì vừa tạo thành chất điện ly rất yếu là nước, vừa tạo ra chất khí CO2 tách khỏi môi trường phản ứng. Chẳng hạn, các muối carbonat ít tan trong nước nhưng dễ dàng tan trong dung dịch axit. Thí dụ đá vôi CaCO3 tan rất dễ trong dung dịch HCl. Có phương trình ion rút gọn là CaCO3 cộng 2H cộng tạo thành Ca2 cộng cộng CO2 cộng H2O. Thế thì ở đây chúng ta thấy là gì? Cái phản ứng này cũng tạo ra cái sản phẩm là CO2 và nước. CO2 thì là chất khí, nó thoát ra ngoài, còn nước thì lại là chất điện ly rất yếu. Do đó cái phản ứng này người ta lý giải là nó rất dễ xảy ra, rất dễ xảy ra là vì cái nguyên nhân này. Thấy không? Như vậy là trong cái nội dung bài này đã cung cấp cho chúng ta các cái đơn vị kiến thức như sau. Cái đơn vị kiến thức nhất đó là phản ứng xảy ra trong dịch các chất điện ly là phản ứng giữa các ion. Đây là phản ứng giữa các ion. Thế bản chất của nó là phản ứng giữa các ion, là phương trình ion rút gọn. Đó. Ý thứ hai, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly chỉ xảy ra khi, cái này các bạn phải cần chú ý, cái này liên quan đến phần viết phương trình, các ion kết hợp với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau nha. Ít nhất một trong các chất sau, ý nhất là chất kết tủa, ý thứ hai là chất điện ly yếu, và ý thứ ba là chất khí. Thế chỉ cần một trong ba điều kiện này thì nó đã xảy ra rồi, thì nếu nó có cả hai điều kiện thì càng dễ xảy ra, nghe chưa? Như vậy là tổng kết cái kiến thức của bài này, chúng ta có các ý như sau. Ý 1 là điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch thì có một trong ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là kết tủa này. Điều kiện thứ hai là có chất điện ly yếu này. Thì trong chất điện ly yếu thì được chia thành hai ý. Ý thứ nhất là nước. Ý thứ hai là axit yếu. Điều kiện thứ ba đó là chất khí. Một trong ba điều kiện này thì phản ứng sẽ xảy ra. Ý thứ hai là quy trình viết phương trình ion rút gọn. Thì như lúc nãy chúng ta đã viết được một số cái phương trình ion rút gọn, và quy trình của nó là có chính xác ra là ba bước. Bước một là viết phương trình phân tử, là cái phương trình mà chúng ta vẫn viết từ trước đến nay đấy, gọi là phương trình phân tử. Bước thứ hai là viết phương trình ion đầy đủ. Viết phương trình ion đầy đủ thì trong cái bước viết phương trình ion đầy đủ này thì chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là điện ly mạnh, là những chất điện ly mạnh thì tách thành ion. Hai là điện ly yếu. Thế rồi là chất kết tủa, rồi là chất khí thì giữ nguyên. Không phân tách. Đó. Và bước thứ ba. Bước thứ ba là lược bỏ ion giống nhau ở hai vế. Lược bỏ những ion giống nhau ở hai vế, chúng ta sẽ được cái phương trình ion rút gọn. Và ý thứ ba, cái nội dung kiến thức thứ ba thầy muốn truyền đạt cho các bạn trong cái bài này đó là vận dụng phương trình ion rút gọn.
Thế đây, cái vận dụng phương trình rút gọn này chúng ta sẽ làm vào cái phần cuối bài, sau khi chúng ta giải xong các cái bài tập của bài này. Chúng ta chuyển sang cái phần bài tập. Ở trong phần bài tập thì bài 1, bài 2 và bài 3 là các cái bài về ôn tập lý thuyết. Chúng ta không giải quyết nó nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái bài số 4. Bài số 4. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết. IA, những ion nào tồn tại trong dịch. IB, nồng độ những ion nào trong dịch lớn nhất. IC, bản chất của phản ứng. Bản chất của phản ứng trong dịch các chất điện ly. ID, không tồn tại phân tử trong dịch các chất ly. Thế thì căn cứ vào cái ý nghĩa của phương trình ion rút gọn, chúng ta đã nói ở trong cái phần lý thuyết đấy, đó là phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dịch các chất điện ly. Như vậy thì câu số 4 này chúng ta sẽ chọn cái ý chỗ bản chất này, lấy C. Câu số 5. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng nếu có xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau. Như vậy thì đầu bài này là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải xác định là cái cặp nào có phản ứng, sau đó chúng ta mới viết phương trình, chứ không phải là tất cả chúng ta đều viết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, bài 5 này, ý A này. Chúng ta xét là cái cặp thứ nhất là Fe2S4 và NaOH. Fe2S4 3 lần cộng với NaOH. Thế thì kinh nghiệm của thầy, các bạn cứ viết ra xem nó ra chất gì đã. Tạo thành FeOH 3 lần cộng với Na2SO4. Thì bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào cái bảng tính tan để xem là hai cái chất sinh ra này thì có chất nào là chất kết tủa hay không. Nếu có là phản ứng xảy ra luôn. Rồi chúng ta xem này. Thứ nhất là cái chất là FeOH 3 lần. Chúng ta quan sát đây là FeOH 3 đây. Đấy, OH đây. Thế là đây là K, tức là gì? Hợp chất không tan. Không tan tức là nó kết tủa. Như vậy thì có FeOH 3 lần kết tủa rồi thì phản ứng này là đủ điều kiện xảy ra rồi, đúng không? Để chúng ta đánh dấu kết tủa vào. Để chúng ta cân bằng. Cân bằng thì thêm đây, chúng ta có 3S4 thêm 3 vào đây. Thế thành 6 nè. 6 vào đây và thêm 2 vào đây. Đấy, như vậy chúng ta đã viết xong cái phương trình phân tử này. Bây giờ chúng ta viết phương trình ion rút gọn. Thế thì trong phần lý thuyết là chúng ta làm đầy đủ các bước. Thì bây giờ nếu như mà chúng ta làm rút gọn đi, chúng ta viết luôn phương trình ion rút gọn cũng được. Đấy. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn viết luôn phương trình rút gọn nha. Thì chúng ta có này. Thứ nhất là cái chất chất tách tủa đây là FeOH 3 lần. Thế thì để tạo ra FeOH 3 lần thì chúng ta chỉ cần có Fe và OH. Thế OH thì là OH trừ rồi. Ở đây có OH 3 lần tức là phải có 3 OH trừ. Thế Fe ở đây là hóa trị 3 thì nó bên này nó phải là Fe 3 cộng. Đấy, như vậy là trong cái bài này thầy hướng dẫn các bạn là viết thẳng luôn phương trình ion rút gọn. Không cần qua phương trình ion đầy đủ nữa. Đấy, các bạn chỉ cần căn cứ vào cái chất quyết định phản ứng đấy xảy ra. Được. Giờ chúng ta sang cái B. NH4Cl cộng AgNO3. NH4Cl cộng AgNO3. Thế thì theo cái cách mà chúng ta phán xét ấy, thì là chúng ta xem là các cặp ion của nó thì có cái trường hợp nào tạo ra kết tủa hay không, hoặc là ra chất khí hay là chất điện lý yếu hay không. Ở đây chúng ta nếu như mà ra được thì nó có gì đây? Nó có là cái gì? NH4NO3. Đấy. Thế thì ở trong cái bảng này thì không có mặt cái thằng NH4 ở đây. Thì chúng ta chưa quan tâm đến nó vội. Chúng ta quan tâm đến cái cặp thứ hai là AgCl. Là Ag kết hợp với Cl. Chúng ta xem là Cl ở đây là dòng thứ hai. Ag ở đây. Ag ở đây. Kết quả là cũng là chữ K là không tan. Như vậy chúng ta có AgCl kết tủa rồi. Đó. Thế thì ở đây là có đủ điều kiện để xé vào phản ứng rồi. Đó. Như vậy sẽ tạo thành AgCl kết tủa. Còn lại sẽ là
N4NB. Đó. Bây giờ chúng ta cũng viết thẳng cái phương trình yêu rút gọn của nó là tạo ra chất kết tủa AgCl, được chưa? Thế thì để tạo ra AgCl thì cần có Ag cộng cộng với Cl trừ. Nó rất đơn giản đúng không? Chúng ta sang IC. IC là NaF cộng với HCl. Thế là chúng ta xét là ở đây là có, nếu như mà đổi cái cặp đi chúng ta được là NaCl và HF. Đó. NaCl thì là chất điện lý mạnh rồi. Thế HF thì nó lại là một chất điện lý yếu. Đây là một axit yếu. Nên do đó ở đây cái phản ứng này xảy ra, chúng ta có nó tạo thành NaCl cộng HF. Thế thì bản chất của phản ứng này là do nó tạo ra chất điện lý yếu là HF, nên là viết phương trình yêu rút gọn thì chúng ta có đây là HF. Chỗ này để có HF thì chúng ta có H cộng cộng với F trừ. Đấy, rất đơn giản đúng không? Nhưng ID. ID là cặp MgCl2 cộng với KNOE. Thế thì nếu như mà xét thì nó sẽ ra là MgNO3 và KCl. Chúng ta thấy là MgNO3 thì là một chất tan tốt trong nước và điện lý mạnh. KCl cũng là một chất tan tốt trong nước và điện lý mạnh. Nên cái phản ứng này là không xảy ra. À, không đủ điều kiện. Được không? Bây giờ chúng ta xem tiếp. Ý E. Ý E chúng ta có FES cộng HCl. À. Nếu như mà gộp lại chúng ta có là gì? H2S và FeCl2. Thế thì H2S là một axit yếu. Thì axit yếu là nó thỏa mãn cái điều kiện của phản ứng rồi. Nó là một chất điện lý yếu. Rồi chúng ta có phương trình là FeCl2 cộng với H2S. Đó. Cân bằng thêm 2 vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình yêu rút gọn của cái phản ứng này. Thì bản chất của phản ứng này vẫn là gì? H2S. Tuy nhiên là ở phản ứng này nếu các bạn không đề phòng mà các bạn viết ngay giống như các ý trên thì có thể các bạn sẽ gặp sai lầm. Là nếu các bạn viết là 2H cộng cộng với S2 trừ tạo thành H2S thì đó là một sai lầm. Vì ở đây có một cái chất đó là FeS thì nó là chất rắn, nó không phải là chất tan trong nước. Do đó để cẩn thận thì chúng ta cũng viết cái phương trình như sau. FeS là chất rắn thì để nguyên này. Chất rắn thì không phân ly ra, được chưa? Không tan trong nước mà. Cộng với này, chỗ này là HCl là viết thành H cộng, còn chỗ này Cl trừ. Tạo thành chỗ này là H2S rồi. Chỗ này Fe 2 cộng cộng với Cl trừ. Thì chúng ta quan sát là ở trong phương trình này thì chỉ có gì? Ion Cl trừ là hai vế nó giống nhau đúng không? Rồi. Thì thu gọn được nó đi, lược bỏ đi. Thế còn lại là các cái thành phần khác là hai vế nó khác nhau, do đó phương trình yêu rút gọn của phản ứng này là FeS cộng với 2H cộng tạo thành H2S cộng Fe2 cộng. Đấy. Như vậy là ở cái phản ứng này thì chúng ta lại không làm cho cái kiểu là làm tắt ăn bớt được. Để làm tắt ăn bớt thì chúng ta sẽ bị sai. Đấy, như vậy thì đề phòng ở cái chỗ là cái chất tham gia phản ứng này nó là chất rắn, được chưa? Nó khác biệt với các cái phương trình trên thì các chất tham gia phản ứng đều là những chất tan ở trong nước. Đấy. Còn FeS thì là chất không tan trong nước. Bây giờ chúng ta xét ý G. HClO cộng với KOH. Thì nếu đổi đi chúng ta sẽ được là KClO cộng với HOH thì chính là HIO. Thế thì HIO là chất điện ly rất yếu rồi. Như vậy chúng ta có phản ứng tạo thành KClO cộng với HIO. Do là phản ứng này là phản ứng sinh ra nước nên là đủ điều kiện phản ứng xảy ra đúng không? Thế là phương trình yêu rút gọn của nó có mặt HIO ở đây. Chúng ta để ý là HClO thì cái này tan trong nước, điện lý mạnh trong nước rồi. KOH cũng tan trong nước, điện lý mạnh trong nước. KClO cũng vậy. Thế như vậy thì không cần phải để ý như cái E nữa. Chúng ta viết luôn là phương trình yêu rút gọn để có HIO thì chúng ta cần có H và OH. H cộng cộng với OH trừ sẽ tạo thành HIO. Đấy, chúng ta kết thúc cái bài số 5 ở đây. Bây giờ chúng ta sang cái bài số 6. Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa FeOH 3 lần?
ở hình 1.6. Đây là hình ảnh của FEH 3 lần. Yeah, FEL4 cộng KMNO4 cộng H24. Nhìn phức tạp quá, để nó lại, chưa cần quan tâm. IB FE2 S4 3 lần cộng KI. Thế cái này nếu như mà đổi đi thì được là gì? FE FEI. Chất này khá là lạ, để nó lại, chưa quan tâm. IC FEN3 3 lần cộng với FE. Thế thì ở đây là không có mặt OH ở đây, cũng không quan tâm nó nữa. ID FEN3 3 lần cộng KH. Ở đây chúng ta có, nếu như trao đổi ion thì chúng ta sẽ được là gì? KNO3 cộng với, cho nên là FE đúng không? FE hóa trị 3 với OH đây thì có phải là ra FE hóa 3 lần không? Như vậy là ý D là ý đúng rồi. Chúng ta chọn luôn ý D. Bài tập số 7. Lấy ví dụ và viết phương trình ion, viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau. Ý A tạo thành chất kết tủa. Ý B tạo thành chất điện lý yếu. Ý C tạo thành chất khí. Thế thì cái bài tập này thì mỗi người một ý. Thì cái này là các bạn căn cứ vào sách khoa, các bạn có thể lấy các cái ví dụ tương tự như các ví dụ trong sách khoa. Thì thầy không chữa cái bài tập này nữa. Bây giờ quay trở lại cái vấn đề mà lúc đầu thầy đã đề cập đấy. Cái đoạn đề cập đây là vận dụng phương trình ion rút gọn. Thế thì đối với cái phương trình ion rút gọn nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cái việc giải bài tập. Thế bây giờ thầy sẽ đưa ra một cái bài tập thông qua bài tập này để nhắn nhủ cho một các bạn một thông điệp, đó là khi học qua cái bài này rồi thì các bạn nhìn nhận một cái phản ứng, nên nhìn nhận về mặt bản chất, tức là nên sử dụng cái phương trình ion rút gọn thay vì sử dụng cái phương trình phân tử. Cái bài tập mà thầy đưa ra các bạn nó có đầu bài như sau. Cho 100ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5m và H24 0,2m tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2m và BeOH 0,1m, tính giá trị của V. Thế như vậy thì nếu như các bạn hình dung ở đây là chúng ta có này hai axit tác dụng với hai bazơ. Thế nếu như tính ra mà viết hết phương trình phân tử ra là chúng ta có tới 4 cái phương trình. Và thầy cũng không hình dung được là nếu như mà chúng ta sử dụng cái cách dựa vào phương trình phân tử như thế này thì chúng ta làm nó sẽ dài đến mức nào. Chắc chắn là một tờ giấy có thể là sẽ đi. Thế tuy nhiên bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các phương trình ion rút gọn. Ở đây chỉ có một phương trình thôi. Đấy. Thì các bạn thấy ở đây là các cái axit tác dụng với các bazơ, và đây là các bazơ đều tan trong nước. Thế thì bản chất của phản ứng của nó, như lúc nãy chúng ta nghiên cứu trong cái phần lý thuyết rồi, đó là axit thì chính là OH cộng cộng với bazơ chính là OH trừ tạo thành nước. Như vậy đây là phương trình ion rút gọn của các cái phản ứng, của 4 cái phản ứng. Nếu như viết dạng phân tử nó là 4 phản ứng, nhưng mà suy về phương trình ion rút gọn thì chỉ có một phản ứng là cái phản ứng này thôi. Nếu như bạn nào mà cảm thấy chưa yên tâm chỗ này thì các bạn dừng video lại, các bạn viết hết 4 cái phương trình phản ứng ra. Rồi các bạn viết 4 cái phương trình ion của dạng đầy đủ ra, sau đó là suy ra phương trình ion rút gọn của nó để xem là 4 cái phương trình đấy là nó có giống nhau hay không, và có giống cái này hay không thì chắc chắn nó sẽ giống cái này. Yeah. Thì chúng ta sẽ vận dụng vào để làm bài tập nhé. Thì chúng ta sẽ tính này. Theo đây thì theo cái phương trình này thì số mol của H cộng với số mol OH trừ là bằng nhau, đúng không? Chúng ta có là của H cộng, số mol H cộng. Thì căn cứ vào cái đầu bài chúng ta có là thể tích của cái dung dịch thứ nhất là 0,1 đây. Đổi ra lít là 0,1 nhé. Đấy. Nhân với, thì đây HCl là 1 HCl thì ra là 1 H cộng. Nên chúng ta sẽ nhân với 1 và nhân với nồng độ mol của HCl là 0,5 cộng với vẫn là thể tích là 0,1 này, nhân với 1 thằng H24 thì ra được 2 thằng H cộng, nên ta nhân với 2 và nhân với nồng độ mol của nó là 0,2, thì đây chính là OH cộng là bằng tấn này. Bây giờ đến ông OH trừ. OH trừ thì chúng ta có là thể tích của nó là V ml. Thì nếu đổi ra lít nó sẽ là V trên 100 là V trên 1000 là sẽ ra được lít. Thì nhân với cho này là NaOH, tức là 1 thằng NaOH thì ra được 1 thằng OH trừ, đúng không? Nhân với 1 và nhân với nồng độ mol của nó là 2 cộng với V trên 1000 nhân với chỗ này là BeOH 2 lần, thì là 1 phân tử BeOH 2 lần thì phân ly ra được 2 ion OH trừ, do đó chúng ta nhân với 2
đó nhân với nồng độ mol của nó là 0,1. Thế thì chúng ta cho ông H cộng với ông OH trừ bằng nhau thì chúng ta sẽ tính cho V. Đó. Đây chúng ta sẽ sử dụng máy tính để tính xem là V bằng bao nhiêu. Chúng ta có cái kết quả chỗ này. Tính trước kết quả chỗ này. À, 0,1 nhân với 0,5 cộng 0,1 nhân với 2 nhân 0,2. Kết quả chỗ này là ra 0,09. Đấy. Ở đây chúng ta có cái chỗ này là sẽ bằng. Cái chỗ này là được là 2V trên 1.000. Chỗ này là được là 0,2V trên 1.000. Như vậy là cộng lại là 2,2V trên 1.000. Thì hai cái này bằng nhau thì lấy 1.000 này nhân với 0,09 và chia cho 2,2. 1.000 nhân với 0,09 chia cho 2,2. Kết quả là ra xấp xỉ 40,9. 40,9 ml. Đấy. Tuy nhiên là ở đây là các bạn đã thực hiện cái bước là đổi đơn vị từ thể tích là ml ra lít. Nhưng nếu như chúng ta không cần đổi thì chúng ta vẫn có kết quả và phép tính nó sẽ đơn giản hơn. Đó là ở chỗ này chúng ta có 100 thì chúng ta cứ để là 100 đi. Đấy, đây. Cứ để 100 nhá. Chúng ta có này. Ông H cộng thì lúc này nó sẽ là 100 này. Nhân với 1 cũng là nhân với 1 nhân 0,5. Cộng với chỗ này là vẫn là 100 này nhân với 2 và nhân với 0,2. Thì kết quả ở đây bằng chỗ này là nhân vào 0,5 nhân với 100 là ra 50. Thế chỗ này là ra 0,4 nhân 100 là ra 40. Như vậy chỗ này là được 90. Thế còn ông OH trừ, OH trừ à, thì chúng ta sẽ lấy là V này nhân với 1 nhân với 2 này cộng với V nhân với 2 nhân 0,2. Như vậy nó sẽ bằng là chỗ này là 2V, chỗ này là 0, chỗ này là nhân với 0,1, thầy viết nhầm, 0,2V. Như vậy được 2,2V. Thì chúng ta có 2,2V bằng 90, suy V bằng lấy 90 chia 2,2. Đấy, kết quả vẫn là 40,9. Thế thì rõ ràng là nếu như không cần đổi đơn vị, chúng ta vẫn tính ra được V là một giá trị, vì đúng vì đây là nó là V ml ứng với 100 ml. Thế thì ở cái bài tập này chúng ta giải quyết theo phương trình yêu rút gọn thì nó rất là ngắn. Thậm chí là nếu như chúng ta chỉ cần làm ra đáp số, và nếu đây là bài trắc nghiệm thì chúng ta không cần viết một chữ nào, chúng ta có thể ngồi chỉ việc cần bấm máy tính là chúng ta đã ra kết quả rồi. Thế thì để làm được như thế thì các bạn cần phải nắm được bản chất của các cái phản ứng xảy ra đây. Bốn phản ứng xảy ra ở trong cái bài tập này đều là một thôi, đều là cái phản ứng này. Đấy, thì các bạn mới giải quyết được theo cách đấy. Thế thì cái thông điệp của thầy là từ bây giờ nhé, khi giải quyết các bài tập tính toán nhé, liên quan đến cái phần phản ứng trao đổi ion trong dịch thì các bạn nên sử dụng phương trình yêu rút gọn thì nó sẽ ngắn hơn, nó gọn hơn thay vì phương trình phân tử. Đấy, đấy là thông điệp của thầy qua cái bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của thầy. Chúc các bạn học tốt.